Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay lại lên hạng thôi. Đấy, cứ nhanh nhanh là 1-2 video là sẽ lên, là có một trận lên hạng anh em ạ. Bạc 2-4 sao nhá. Và xin mời tất cả các bạn cùng lên hạng cùng với Trọng 88 OVK. Và bạn nào mà muốn giao lưu cùng mình thì các bạn cứ comment ở dưới link video nhá. Muốn mình kéo rank free thì các bạn cứ comment ở dưới, mình nhận tốt anh em ạ. Và đặc biệt hơn là mình nhận chơi theo yêu cầu của tất cả các bạn. Các bạn yêu cầu mình chơi vị tướng nào thì mình sẽ chơi vị tướng đấy cho các bạn xem. Và hôm nay mình sẽ chơi vị tướng nào đây? Vera, cờ đi xì rồi. Mà lốc đi. Em có mà lốc cho anh em nhỉ? SB à? Đang thiếu SB này. Alan đi SB à? Được luôn. Còn này mình sẽ chơi vị tướng mà lốc nhá. Chiến rồi anh em, còn chần chờ gì nữa. Chiến. Mình sẽ mang mã lốc đi anh em ơi. Được, có nó đấy. Rồi anh em, các bạn cùng xem mình thể hiện cái vị tướng mã lốc này nhá. Đi top luôn. Cứ một chém nửa cây máu anh em ạ. Quá mạnh cái vị tướng mã lốc này luôn. Vâng, đội hình của tay mình nào. Mã lốc, Crazy, Theonat, Triệu Vân, Alan. Các bạn có Tai Chi, Roker, Natalia, Grit và Esu. Tại bạn khó chịu đấy. Bạn khó chịu đấy anh em ạ. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Tại bạn cũng mạnh đấy. Đùa đâu. Rồi không sao anh em nhá. Xin tuốt chứ sợ gì đâu. Đấu này sẽ đối đầu với đối đầu với Tachi đấy. Tachi tên mặn khỏe đấy chứ đùa đâu. Đùa với Tachi tên mặn đâu anh em. Đối đầu với Roker anh em ạ. Lại đối đầu với Roker. Là cả Tachi luôn này. Cả Tachi luôn anh em ơi. Đùa cái thằng Nga Lan này. Cái thằng Nga Lan này ổ máu quá, ổ ta chín nó mạnh nhá. Ta chỉ bộc phá luôn này, bộc phá luôn. Hút giáp anh em ơi. Rồi. Bộc phá luôn anh em. Trời ơi. Thằng Natalia này. Natalia này. Tao mà khỏe tí nữa mày qua chồng với tao. Natalia này. Ôi thằng Tachi đấy. Ôi Alan ơi. Alan ơi. Ôi mạnh chưa anh em. Thằng Tachi này mạnh chưa. Đây anh em. Ăn con rơi này anh em ơi. Ăn con rơi này luôn nhá. Đấy. Ôi dồi. Thằng Alan đi đi SB mà không đi SB mà lại không đi à? Đây mày, Tachi à mày, bộc phá cho cái này, bộc phá cho cái anh em nhá, được của nó chưa? Thấy ok chưa? Áp lính luôn này đi ganh làm khác này. Để mạnh mạnh đấy chứ đùa đâu. Ok kìa. Ôi cái thằng Alan này. Alan ngáo ngơ này.
không lẽ phải xuống đường rồng hỗ trợ anh em ạ. Xuống rồng hỗ trợ anh em nhá. Xuống đường rồng đây mà hỗ trợ mới được chứ anh em. À, hay quá thằng Natalia. Natalia cái mạng chết rồi đấy. Rồi đây coi cái Siko ở đây nữa. Được. Được của nó, được của nó. Khỏe, ôi trời. Trận đấu lại nhàn rồi. Trận đấu lại nhàn rồi anh em ạ. Trận đấu lại nhàn rồi. Trận đấu lại nhàn rồi, trận đấu lại nhàn rồi, trận đấu lại nhàn rồi. Trận đấu lại nhàn rồi anh em ơi. Nào Natalia thấy không ạ nào. Để ăn con rừng khác cũng được. Các bạn giờ không dám ra đâu anh em ạ. Các bạn không dám ra đâu. Để ăn rừng thôi. Lốc quá mạnh luôn anh em nha. Cái thằng Alan này hổ báo quá đấy Alan ạ. Úi dồi ôi anh em ạ. Cái thằng Tachi này thằng này khôn phết đấy chứ đùa đâu. Thằng này khôn đấy. Rồi ăn con bùa đỏ anh em nha. Cướp bùa đỏ cho em bạn này. Cờ vít em bạn kìa. Mình cứ ở đây mình ăn cho xem cho em bạn nhắm lại đây không. Mình cứ ở đây mình lại ăn. Ủa cái thằng râu cơ này. Cái thằng râu cơ này. Ủa trời ơi kìa. Tiếc thế, bỏ đây mình ulti không kịp anh em ạ. Bỏ nó mình bộc phá muộn quá. Đáng lẽ là có đấy bộc phá sớm thì ăn được thằng Roker thì ngon quá đi anh em. Ăn được thằng Roker thì tăng được bao nhiêu là máu luôn. Ê chứ. Quá gì là tiếc luôn. Ok anh không sao. 3-1-1 anh em nha. Nào tay mình cũng rất là xanh, rất là mạnh. Cực kỳ xanh, cực kỳ mạnh rồi. Rồi, chờ đấy trụ win đây anh em. Nào, tên mạng đâu. Cái thằng râu cơ này. Cái thằng Roker này. Mày oán chưa? Mày oán mặt án chưa Roker? Láo nháo à? Đây, tèm bạn đang ở đường mid này. Đấy. Tèm bạn đang ở... Úi trời ơi, một chém anh em nhá. Quá là ghê gớm luôn. Một chém thôi anh em ạ. Ờ, Triệu Vân cho mình đang ăn cây sơ nữa này. Triệu Vân cho mình đang ăn cây sơ đây, hỗ trợ Triệu Vân ăn cây sơ nhá. Này, tèm bạn không còn cơ hội để mà lật kèo nữa rồi nhỉ. Đấy, một chém ăn cây sơ luôn anh em. Áp lính luôn này. Chưa. Cái bạn đang ALL đường mid nè. Tachi này. Ôi ôi tem bạn chạy toán loạn đi. Tem bạn chạy toán loạn đi anh em. Úi giời ơi kìa. Thằng Tachi may mà tốc biến anh em nhá. Thằng Roker này. Mày láo nháo với anh à.
lao nhau với anh nhà mày. Ờ, thằng cờ rít này, thằng Esu này. Ủa, Esu lại chết rồi anh em ạ. Quá khỏe dành cho team mình. Ôi, con này mình sẽ bím về cái nha. Con này mình sẽ bím về cái. Hồi máu xong lại lên 9 tiếp thôi. Đằng nào trận đấu này chả win anh em. Kiểu gì cũng win trận đấu này anh em. Và mình đang áp đảo tem bạn cực kỳ ghê gớm luôn. Tem mình cũng áp đảo tem bạn cực kỳ ghê gớm anh em. Ôi Clarice ơi, đẩy trụ vừa vừa ổn win mất rồi anh em ạ. Lại là một trận đấu ngày mới mà win nhanh, win sớm anh em nha. Win quá nhanh quá sớm luôn. Em chơi quá hay. Lại một trận đấu lên hạng nhanh nữa. Ok, trận đấu này thì chắc chắn là lên sao rồi, lên hạng rồi. Nhanh chưa anh em? Mọi người ủng hộ nhiệt tình như mình để mình leo rank cho cao thủ nhanh hơn à. Mình sẽ cố gắng up video đều đều để cho các bạn xem đỡ bị chờ đợi nhá. Lên hạng đấy, bạc 1 nhá, 1 sao. Ô, sập kê chưa? 2 sao không? 2 sao luôn anh em. Đấy, bậc 1 2 sao luôn. Qua là sơ cấp. Vâng, trận đấu này thì Clarice đem mình được MVP. Ôi, Clarice đem mình đẹp quá nhờ. Bạn ấy đẹp quá luôn. Quá đẹp cho bạn Clarice, bộ đồng phục đẹp ghê gớm anh em ạ. Vâng, ok, vậy là video mình đây tạm dừng nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye bye các bạn. Bye bye.